Gần 1 tỷ lượt xem Triệu Lệ Dĩnh bật khóc. Triệu Lệ Dĩnh giành được giải thưởng danh giá Phi Kiên và bật khóc trên sân khấu vì bất ngờ. Sina đưa tin tối ngày 21 tháng 9, lễ trao giải phim truyền hình Phi Thiên lần thứ 34 diễn ra tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Chiến thắng thuộc về hai diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Lôi Giai Âm đều đem lại sự bất ngờ cho công chúng. Tại Trung Quốc, ba giải thưởng truyền hình danh giá có giá trị nhất là Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan và Phi Thiên. Trong đó, Phi Thiên là lễ trao giải truyền hình lâu đời nhất tại Trung Quốc, được trao bởi Bộ Văn hóa Trung Quốc, được SRST, Cục Báo chí, Phát hành Truyền hình Trung Quốc và Ủy ban Nghệ thuật Điện ảnh Trung Quốc đảm nhận tổ chức. Do giải cấp nhà nước nên giá trị cao nhất trong tất cả giải thưởng truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh giành được giải nữ chính xuất sắc, thị hậu với bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Đây là lần đầu cô được đề cử giải Phi Thiên và giành chiến thắng luôn. Khi Triệu Lệ Dĩnh giành được giải Phi Thiên, đây được đánh giá là chiến thắng ngoạn mục có ý nghĩa không chỉ với nữ diễn viên nói riêng mà còn thể hiện sự cải cách đổi mới của giải thưởng nói chung. Triệu Lệ Dĩnh có xuất phát điểm là diễn viên thần tượng, chuyên đóng dòng phim ngôn tình, do đó dù diễn xuất tốt, cô vẫn nhận nhiều định kiến. Vài năm trở lại đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển sang đóng phim chính kịch, có chiều sâu, đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất. Vì vậy, giải thưởng như một sự công nhận cho những cố gắng của Triệu Lệ Dĩnh. Đồng thời, việc một ngôi sao đi lên từ phái thần tượng giành giải thưởng chính quy cũng cho thấy các ngôi sao lưu lượng vẫn có cơ hội nhận giải thưởng nếu có tài năng. Trong chủ đề, Triệu Lệ Dĩnh thì hậu Phi Thiên đạt tới gần 600 triệu lượt xem. Một chủ đề khác cũng gây bàn luận không kém là cục diện Hoa 85 đã thay đổi lớn với gần 240 triệu lượt xem. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh đoạt giải, công chúng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã đứng đầu nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1985, gồm Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Angela Baby, Nghề Nì. Cô có 2 trên 3 giải thị hậu quan trọng. Năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh giành giải thị hậu Kim Ưng. Mới đây Triệu Lệ Dĩnh còn giành giải nữ phụ xuất sắc tại Bách Hoa. Trong khi đó, dàn mỹ nhân kể trên đều có dấu hiệu chững lại. Đường Yên năm nay cũng được đề cử thị hậu Phi Thiên và Bạch Ngọc Lan với tác phẩm Phồn Hoa nhưng không giành chiến thắng. Cô cần nhiều phim hơn nữa để chứng minh khả năng diễn xuất. Dương Mịch một tháng có 3 phim thất bại, Lưu Thi Thi vẫn mải mê trong các bộ phim cổ trang ngôn tình, Angela Baby bị hạn chế hoạt động. Nhóm tiểu hoa đán 85 từng thống trị giới giải trí hoa ngữ nhưng đến nay đều có dấu hiệu đi xuống. Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, chiến thắng của thị đế Lôi Giai Âm với tác phẩm Nhân Thế Gian cũng gây bất ngờ. Trước đó, Lôi Giai Âm đã giành 2 giải thị đế Kim Ưng và Bạch Ngọc Lan với bộ phim này. Vì vậy, chính nam diễn viên cũng không nghĩ mình đoạt giải nên không chuẩn bị bài phát biểu. Trong lịch sử truyền hình Trung Quốc chỉ có Tôn Hồng Lôi là nam diễn viên duy nhất từng giành 3 giải thị đế cho một bộ phim và hiện tại là Lôi Giai Âm.